Làm thế nào để mình kiểm soát cơn nóng giận? Vì khi nóng giận, con vô tình nói những lời tổn thương người khác mà chính bản thân con cũng không ra. Soát cơn nóng giận thì nó có nhiều cách. Cách thứ nhất là áp dụng những phương pháp mà vừa qua sư tử hướng dẫn quý vị, ví dụ như niệm buông. Phát hiện cơn nóng giận rồi thì buông, buông, buông. Là khi nóng giận thì quay trở lại hơi thở, đừng có suy tư về đối tượng mình nóng giận nữa mà quay trở lại hơi thở. Đó. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, liên tục như vậy thì từ từ á, cơn nóng giận á, nó sẽ dịu lại. Hoặc là khi quý vị nóng giận thì hãy nhìn vào trạng thái tâm của mình, cái trạng thái tâm sân á, nhìn vào. Đây là phương pháp quán tâm trên tâm mà sư sẽ hướng dẫn quý vị sau. Bây giờ sư chỉ nói qua thôi. Nhìn vào trạng thái tâm của mình, trạng thái tâm sân, nhìn vào nó, dùng niệm và định nhìn nó và đánh tan nó. Nhớ là phải nhìn vào trạng thái của tâm sân chứ không nhìn vào đối tượng làm cho mình sân. Tiếp nữa là quý vị thực hành tâm từ nhờ mà chúng ta sẽ vượt qua tâm sân. Hoặc là chúng ta suy tư mình sân như thế thì có lợi ích gì, có khiến cho kẻ khác người ta đó chịu cái hậu quả gì hay không, không có. Nhưng ngược lại khi mình sân là mình đang tạo nghiệp đi địa ngục. Chính vì như vậy tốt nhất đừng có sân hận. Thì đó là những cách mà sư tóm tắt để quý vị có thể thực hành. Một số trong đó bây giờ quý vị đã có thể thực hành rồi. Ví dụ như là niệm buông, là quan sát hơi thở ha. Thì nhờ như vậy đó quý vị có thể vượt qua tâm sân của mình. Và nhớ muốn làm được như vậy á, thì niệm và định của chúng ta nó mới mạnh được. Còn nếu không á, thì niệm và định của chúng ta rất là yếu. Mà khi yếu như vậy đó thì chúng ta không thể kiểm soát được tâm sân. Nó cũng giống như á, một người chỉ toàn là coi các video võ thuật, đọc các sách võ thuật mà không bao giờ rèn luyện võ thuật, thì khi gặp cái kẻ cướp hay là gặp cái kẻ hung bạo thì họ cũng không thể chống cự lại được. Hoặc là dù cho quý vị có xem người ta tập thể hình, có đọc những tài liệu về tập thể hình mà bản thân mình lại không tập, thì đối diện với một vật nặng 100 kg thì mình cũng không thể nào nhấc lên được. Chính vì như thế, lý thuyết đương nhiên cần phải biết, nhưng biết rồi thì phải thực hành. Chỉ có thực hành quý vị mới có sức mạnh.